ông bà cô chú anh chị coi cái kênh Trang lâu á thì có biết mẹ Trang, bởi vì Trang có đưa mẹ Trang vô một vài clip là tại sao Trang ơi em không bảo lãnh mẹ qua Mỹ để mà gần gũi phụng dưỡng và báo hiếu cho mẹ. Thì lý do tại sao thì bây giờ Trang sẽ chia sẻ cho cả nhà biết. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Trang du lịch và cuộc sống Mỹ. Thì sáng nay Trang chuẩn bị đồ ăn cho bé Rum, chiên trứng với ăn bánh mì Trang nướng rồi nè, trét chút bơ. Ở bên Mỹ thì sáng chủ yếu ăn vậy đó cả nhà, trứng này, bắp la là ăn với bánh mì. Đây cho mấy cái dĩa ra được, trứng nóng quá mà để dĩa này, chứ thường là cũng dùng dĩa giấy hết rồi cả nhà. Rồi xong rồi nè cả nhà, Trang cho chút xíu nước tương vô. Để rót cho bé Rum miếng sữa cả nhà. Tủ lạnh ở bên Mỹ rất là lớn cả nhà. Tôi có đi chợ ăn thường xuyên. Rum xuống tới rồi ông bà cô chú ơi. Chào ông bà đi con. Chào ông bà cô chú anh chị. Rồi ăn đi con, sáng đói rên quá. Ăn đi, đi học nè. Ăn bánh mì. Ăn bánh mì thôi, ăn trứng cho nó mấy chất đạm con. Rồi ăn bánh mì với trứng nữa. Chứ không có trứng nó đâu có đạm. Mình trước ra ăn trứng vô. Chán chồng Trang dậy làm sớm lắm, 6 giờ nên 5 giờ mấy là Trang dậy. Trang làm cũng vậy nè, cho chồng Trang ăn. Mà lúc đó sáng mới ngủ dậy, còn mặt còn ngủ chưa có chỉnh chu nên không có làm clip. Bây giờ mà làm thì nó cũng vậy, ăn cũng giống nhau vậy nè cả nhà. Sáng ăn trứng với cái bánh mì với uống sữa. Chồng Trang thì không ăn nhiều, ăn một cái trứng với một miếng bánh mì thôi. Còn bé Rum thì Trang bắt ăn gấp đôi để mà có đủ sức khỏe đi học rồi đủ lớn. Ăn ít quá đâu được. Trang ăn gì ta? Nên Trang ăn cháo trắng cả nhà. À Trang có nấu cháo trắng. Nấu cháo trắng với thịt kho tiêu nè cả nhà. Sáng ăn về nhẹ nhàng. Để Trang ngâm. Bé Rum nói chuyện với bà cô chú đi, nay có chương trình gì trường không? Bữa nay đến tháng 5 là ở lại trường hết để tập với cái nhóm của con để đi thi lớp 7. Rồi chiều nào mẹ cũng phải rước hả? Dạ. 6 giờ hả? Dạ. Rồi chiều nào cũng phải rước đi nguyên tuần nay. Chứ thường thường là rước khoảng 2 buổi, thứ 3, thứ 5. Đột sức thì có 1 buổi nữa. Còn giờ là tuần này đi suốt tuần luôn. Cầm nặng quá nên là con dở ra rồi. Trang hâm miếng cháo với miếng thịt kho này. Rồi ăn hết đi con. Trang cắt tóc cho Rum là cũng được ha ông bà cô chú. Xem bị chọc không? Hơi bị hót chỗ này xíu. Tại vì bé Rum đưa lộn cái số với bộ. Ăn con rưa rúng nè. Để cắt lộn. Cháo của Trang xong rồi nè cả nhà. Mời cả nhà dùng cháo trắng thịt kho với Trang nữa nha. Nhiều khi gia đình Trang có món ăn hoài. Quen rồi. Ăn gì quen đó cả nhà. Mời cả nhà. Không biết nóng hơn phỏng lưỡi không? Nóng. Như bà già ăn cháo nhiều quá trời luôn. Mời cả nhà. Mời cả nhà, thịt kho tiêu ngon cả nhà. Kho tiêu mà có cái bà rội mỡ mỡ thì nó ngon, nhưng mà ăn bị bệnh. Nhưng mà lâu lâu ăn lần đi, kệ chứ thèm quá, thèm bá béo quá. Mời cả nhà. Ngon quá trời cả nhà ơi. Trang cứ ăn kiểu vậy không à. Rồi Trang đi du thuyền á, không có Trang thèm muốn chết luôn. Mời cả nhà nữa. Rum ăn hết rồi cả nhà. Rồi Rum đi à Rum. Dạ, tạm biệt con, mời cô chú anh chị vậy. Giờ cũng đi học. Rồi đi học hả Rum? Rồi đi giỏi nha. Cả nhà chào tạm biệt rồi, vẫn còn ở đây. Bởi vì Trang đi qua mạc mua bánh mì cho chồng Trang. Dạ, mẹ sợ quá nên mẹ cần con hả? Không có. Trang mua bánh mì cho chồng Trang sẵn vậy rồi chở bé Rum đi học sớm luôn. Tại vì đi xe bus á cũng chạy học quần quần rước người kia cũng hơn nửa tiếng cả nhà. Đi mà. Đi. Chạy mà. Xe bus á từ 8 giờ mấy rước con? 8 giờ
30 nộp 8 giờ hai mấy rước mà tới trường 9 giờ mới học. Ừ. Đang có chiếc xe chạy đến mình nên là mình phải đợi cho nó đi qua rồi xong cái mình đi tiếp à. Bên Mỹ rất là lịch sự khi mà lái xe nên là nếu mà cũng bây giờ cũng có một cái người đang đi bộ với lại con chó. Và đây là người ta dắt bộ đi con chó ở buổi sáng. Dạ bây giờ con đi học. Chào tạm biệt con bà cô chú anh chị ạ. Rung vô trường rồi, Trang tiếp tục cuộc hành trình lẻ loi của mình một mình. A few moments later. Trang tới chợ rồi. Để hy vọng vô trong để mua cái bánh mì đó có cho chồng Trang. Bé Rung ham đi học sớm lắm cả nhà. Nhưng mà bình thường không có gì thôi, đi xe bus cho nó tiện. Trang ở nhà Trang làm clip, chỉnh clip đồ. Còn tại nay sẵn Trang đi chợ Trang mua thì chở đi sớm luôn. Cũng có bữa Rum đi quân sự đi sớm thì Trang chở sớm, nhưng mà bữa nay không có, tại Trang muốn đi. Mời cả nhà vô trong coi có bánh mì với Trang không ha. Hy vọng là có để cho chồng Trang vui đi. Đây là các chậu quơ mạc, hình như thiết kế giống nhau hết cả nhà. Trời hôm nay u ám quá trời luôn. Đây là cái cổng vào, nhưng mà Trang không có lấy xe. Trang đi vào bên trong tìm bán hoa và Trang sẽ đi thẳng xuống cái quầy bánh mì Red. Đây, bánh mì quá trời đây. Kiếm Sola cho chồng Trang, Sola đâu? Trời cả nhà ơi, nó ở tuốt trên cao luôn. Trang xếp đi về rồi, sao để cao quá trời luôn. Trang nhờ nhân viên lấy giùm chứ đâu có lấy tới. Trời có rồi, mừng quá cả nhà ơi. Bây giờ ra tính tiền đi về thôi. Đi chợ là Trang đĩa cái quầy rau cải trước tiên à cả nhà. Bây giờ để Trang coi cần mua thêm gì nữa không. Hôm nay Trang đi rất sớm thì nhân viên họ bắt đầu mới dọn hàng ra nè. Hàng ở trên kệ cũng chưa có đầy đủ cả nhà. Các cái quầy này tự tính tiền nè. Thôi Trang mua nhiêu đây thôi à, tính tiền đi về cho chồng Trang ăn để đói bụng. Hai cái bịch bánh mì này thì 11 đồng 28 cent cả nhà. Thì quân mạc này cũng gần nhà Trang, cách nhà Trang khoảng 7-8 phút mà. Nó cũng trên đường đi tới anh Năm Trang. Trang thường đi cái qua mạc này rồi đi qua nhà Năm luôn. Vài phút nữa thì Trang tới nhà thôi. Có bánh mì về tới nhà là chồng Trang ăn, chồng Trang vui quá trời, Trang cũng vui luôn cả nhà. Thì có cái kia lan là Trang lấy cục nước đá Trang bỏ vô đây. Em nghe bạn Trang nói là đem ra đây cho nó có nắng, có gió rồi cái bắt đầu lâu lâu mình bỏ cục nước đá cho nó tan từ từ vậy đó. Mà Trang không biết đúng không nữa. Ủa mà bạn nói chắc đúng chứ. Xin lỗi bạn nha bạn Châu. Không biết muốn nó lên lại không. Bây giờ đang muốn đi ra vườn để chăm sóc cây hái rau luôn cả nhà. Cái bếp nhà Trang nè. Để bữa nào đem kho món kho ra đây kho cho cả nhà xem ha. Hôm nay trời mát mát rồi à, kho cũng ngon lắm. À mà để Trang cho nước vô hồ bơi chút xíu. Nó hơi bị hụt à, mấy bữa trước trời nắng quá nó bị hụt. Hụt cũng không tốt, nó không có vệ sinh lọc nước gì đó. Đang phải canh nó đều. Không có tắm, trời lạnh lạnh rồi không tắm mà cũng phải canh nước. Có nhà có hồ bơi thì hơi cực cả nhà. Hôm nay thì Trang cắt một chút xíu rau sống vô để cho mà Trang dự định ăn bún cả nhà. Cái tàu này xin nó phức phức qua đây. Đây rau sống. Hôm nay Trang ít cắt nó cũng hơi già nè cả nhà. Trang cũng có vài loại để mà đủ ăn với bún á cả nhà. Mình cắt thường thường nó mới ra thường. Trang cũng có dắp cá nè cả nhà. Húng cây, húng lũi đồ thơm ngon lắm. Đó. Có hẹ nữa chứ. Hành hẹ nữa nhưng mà bữa nay Trang cắt rau dắp cá. Với lại húng cây, húng lũi là đủ rồi. Vô ăn bún Trang có xà bách á. Đây này là tía tô nè cả nhà. Tía tô Nhật mà không rài Trang hơi bị ít cắt rồi nó ra vòng quá trời. Bây giờ Trang cắt nhiều cho nó ra thêm đi đồ để mà có ăn. Cái này ít ăn cái rau sống này nè, nó không có lên gì được chứ. À cọng rau ngon quá ha cả nhà. Húng cây, húng lũi, rau răm, dắp cá gì có đủ hết, Trang trồng đủ hết. Trang cắt một chút hẹ thôi à, cắt bữa nào ăn bữa nấy cả nhà. Thì à, mỗi lần Trang ăn tô bún hay gì đó thì Trang cắt một bụi hẹ thôi. Còn lại đó, cắt một bụi vậy nè để mình có một tô bún thôi. Còn bụi khác thì mình để tô khác. Còn khi nào mà nấu canh thì Trang mới cắt hết. Trang có rau đắng dưới đây nữa cả nhà.
thử cái cây thụ lù nè, cả nhà nói Trang cái cây thụ lù trái nè, mà sao nó bây giờ nó ngã qua tím tím nè cả nhà thấy không, chứ nó có chưa có vàng, mà Trang cũng không biết ăn được chưa mà sao nó cũng gãy gãy rồi nè. Để Trang dìu nó lại, dựng cho nó đứng lên chút xíu thôi, gió quá nó lật cả nhà. Ở bên Mỹ thì lốc xoáy gì lắm, nó lật gãy á. Sao nó cứ nghiêng nghiêng vô vậy hoài. Trang thương cái bụi chuối này quá chừng luôn đi. Hôm nay Trang hái được như đây nè, Trang khoe cả nhà nè. Trang đủ dùng luôn cái hai buổi sáng với buổi chiều luôn đó. Nhiều đầy rau rất là quý nha cả nhà. Bây giờ hôm nay trời mát mát đây, thôi Trang ngồi đây Trang kể chuyện cả nhà nghe chơi ha. Thì sẵn hôm nay ra vườn hái rau á, mát mẻ Trang ngồi đây kể chuyện cả nhà nghe luôn. Thì ra ngoài vườn á thì Trang lại nhớ tới Việt Nam á cả nhà, rau cỏ đồ đâu nghĩ qua Mỹ như vậy đâu. Nhưng mà rau cải ở đây mắc nên là những cái rau sống hay là rau nấu chua đồ phải ráng trồng để mà có mà dùng. Ra ngoài vườn thì Trang nhớ tới ông ngoại bà ngoại Trang, mẹ Trang lắm. Thì ông ngoại bà ngoại Trang ở biển Tân Thành á, như mọi người biết đó, mẹ Trang là mẹ quá 8 đứa con mồ côi đó. Rồi mỗi mùa hè mẹ Trang tống đi về nội mới, tống về ngoại mới, nói chung là để phụ ông bà và cũng đỡ chén cơm cho mẹ Trang. Trang đi về ngoại ở biển Tân Thành á thì cũng phụ ngoại làm cỏ làm vườn đó để đỡ miếng ăn 3 tháng hè. Ông bà cô chú anh chị coi cái kênh Trang lâu á thì có biết mẹ Trang, bởi vì Trang có đưa mẹ Trang vô một vài clip, có cái clip mà số tiền YouTube đầu tiên 8 triệu Trang với Bedroom gửi về Việt Nam làm từ thiện ở đâu, thì có đưa mẹ Trang làm từ thiện nữa. Thì nhiều anh chị nhớ mẹ Trang, kêu Trang quay mẹ cho xem giao lưu, mà hôm nay mẹ Trang bệnh thì Trang chưa có quay được, bữa nào Trang quay. Còn rất là nhiều người yêu thương gia đình của Trang thì có hỏi Trang, hỏi nhiều lắm là tại sao Trang ơi em không bảo lãnh mẹ qua Mỹ để mà gần gũi phụng dưỡng và báo hiếu cho mẹ. Thì hôm nay Trang sẽ trả lời cái câu này cho tất cả anh chị hỏi trước đây và cũng cho nhiều người sắp tới sẽ hỏi thì biết luôn, và những người chưa hỏi có thắc mắc thì biết luôn. Đó là mẹ Trang đã đi Mỹ rồi, mẹ Trang đi Mỹ ở Mỹ được 3 năm và sau đó rồi mẹ Trang về Việt Nam ở luôn rồi. Thì lý do tại sao thì bây giờ Trang sẽ chia sẻ cho cả nhà biết. Trước khi chia sẻ thì Trang cũng xin ông bà cô chú anh chị các bạn Việt Kiều hay gì cũng nhẹ lời, đừng có thấy bỏ Mỹ về Việt Nam, bỏ Mỹ về quê là mình phẫn nộ, mình có những lời không tốt. Thì ai cũng có cái quyền tự do, thì muốn sống đâu sống. Cái lý do nào mẹ Trang về thì Trang hôm nay Trang chia sẻ. Năm Trang dược viên đi Mỹ năm 80 mấy, còn chị Tư Trang thì đi Mỹ diện kết hôn năm 90 mấy. Khi đó anh Năm chị Tư Trang thì ở Cali hết. Anh Năm chị Tư với bảo lãnh mẹ qua Cali, rồi lúc đó anh chị có con nhỏ nữa, rồi mẹ phụ giúp luôn, rồi mẹ lúc đó cũng còn trẻ. Mẹ Trang ở Mỹ năm 98 đến năm 2001 thì mẹ Trang quyết định về luôn. Mẹ Trang về cái ngày cũng rất là đặc biệt cả nhà biết không? Ở bên Mỹ thì mình luôn luôn biết cái ngày khủng bố là ngày 11 tháng 9 năm 2011. Thì mẹ Trang về ngày 9 tháng 9 năm 2011, về chưa có hoàn hồn, ngủ chưa có quen giấc thì lại nghe khủng bố bên đây. Mẹ Trang ở luôn bển thì Trang thấy cũng là đúng. Và khi mẹ Trang trở về Việt Nam thì mẹ Trang ở luôn không qua. Mẹ Trang có nhiều lý do để mà không trở qua Mỹ nữa, đó là ở nước Mỹ lạnh quá, mẹ Trang chịu không nổi. Ở Cali thì lạnh mát mẻ như Đà Lạt, nhưng mà mẹ Trang cũng lớn tuổi rồi thì mẹ Trang thấy lạnh quá. Mẹ Trang nói bước tới phi trường Việt Nam xuống sân bay là ôi nó ấm áp, nó cảm thấy hạnh phúc, nó tuyệt vời. Nên mẹ Trang sợ nước Mỹ lạnh quá, mà ở Cali là mát mẻ đó, nhưng mà tuổi già thì lạnh, đối với mẹ Trang thì lạnh. Còn như ở Texas thì mẹ Trang nói ủa sao thấy bận đồ mỏng vậy, đó mẹ bận đồ ấm không. Trang nói ở đây nó khi nó nóng dữ 41-42 độ, còn khi nó lạnh thì âm tuyết rơi, đóng băng đủ thứ á.
Thì mẹ đang nói vậy hả? Chứ mẹ ở Cali mẹ thấy mẹ bận áo ấm tối ngày, mẹ lạnh mẹ sổ mũi, mẹ sợ. Thì cái lý do thứ nhất là lạnh quá đối với mẹ Trang là lớn tuổi, và cái thứ hai đó là đúng là lớn tuổi đó, lạnh rồi rồi buồn nữa, ở trong nhà đóng cửa suốt ngày đêm, máy lạnh máy sưởi không có giống như ở Việt Nam mình mà chờm sớm rồi mở cửa ra rồi đi thể dục đi hứng mát đồ này kia, thì nó rất là buồn cho cái tuổi của mẹ Trang, thật sự là buồn. Và khi đó là con của anh chị thì mẹ Trang cũng giữ giùm được mấy năm rồi, cũng lớn đi nhà trẻ được rồi. Đó là cái lý do thứ hai là buồn. Và cái lý do thứ ba là thức ăn uống nó đâu có được như Việt Nam, vì có mỗi lúc mọi nơi. Thì ở đây là Trang cũng chia sẻ nhiều đó, cuộc sống nó tất bật, rồi nó đi chợ hàng tuần, nấu hàng tuần, rồi dở cơm đi theo đi làm, chứ không có mà chạy đi làm chạy về ăn trưa ngủ trưa 2 tiếng như ở Việt Nam mình, nó không có. Nên cái thức ăn nó cũng khó khăn hơn ở Việt Nam, không có đồ tươi sống, không có mỗi lúc mọi nơi, không có tiện lợi cho tuổi già. Rồi cái thứ tư đó là mẹ đang còn con cháu ở Việt Nam nhiều lắm, thì khi đó đang còn ở Việt Nam nữa, rất là thương mẹ. Thì khi mẹ trở về ở luôn á, thì mẹ Trang có mua miếng đất, có cái nhà nhỏ ở Mỹ Tho kế bên Trang thôi, chứ không chịu chung kế bên để Trang phụng dưỡng mẹ Trang. Trang cũng không nghĩ mình đi Mỹ nữa, thì định mẹ ở đó rồi phụng dưỡng tuổi già mẹ. Thì mẹ cũng ở Mỹ Tho với Trang cũng được hơn 10 năm. Rồi khi mà Trang có hồ sơ đi Mỹ thì mẹ Trang bán nhà đi về Hòa Công ở, thì Trang đi Mỹ Trang cũng bán nhà luôn. Đó là mẹ Trang còn rất là nhiều con cháu ở Việt Nam. Hiện tại mẹ Trang còn ba bà chị ở Việt Nam nữa. Mẹ Trang tới 80 con nữa mà còn ba bà chị ở Việt Nam. Thì lúc đó lúc về là còn 4, nhà Trang đi thì giờ còn ba bà chị ở Việt Nam. Nói chung ở Việt Nam nó thuận lợi cho cái tuổi già nhiều hơn. Và cái lý do mẹ Trang không muốn ở đây nữa đó là nó rất là cực cho con cháu, khi mà tuổi già mà đi khám bệnh này kia kia nọ đó, phải đặt hẹn, rồi con cháu tất bật các cái công việc, rồi phải nghỉ làm rồi để chở đi khám bệnh đặt hẹn đó. Trang có nói hoài đâu phải như mình đi vô phòng khám là khám đâu, đặt hẹn bác sĩ đi khám bệnh. Cái tuổi già rất là khó khăn cho con cái sau này nữa, thì khi đó mẹ Trang quyết định đi về luôn, thì đó cũng là một điều đúng đắn thôi. Tại vì Trang còn ba chị ở bển mà, còn nhà thờ tổ tiên cha mẹ của thờ cha Trang nữa, thì mẹ Trang trở về để mà sống cái tuổi già với quê hương, với bạn bè, với lại hàng xóm láng giềng rất là ấm áp, rồi nó không có cực con cháu bên Mỹ mà phải chở đi khám bệnh, rồi thức ăn dễ dàng, rồi khí hậu ấm áp, rồi đám tiệc rất là vui. Chứ ở đây thì nó hơi buồn thiệt, nhưng mà nó có rất là nhiều cái quyền lợi, cái cơ hội cho giới trẻ. Thì tuổi trẻ thì ở đây là đúng rồi, còn tuổi già thì trở về Việt Nam thì Trang nghĩ cũng đúng luôn. Bởi vậy chồng Trang cũng có ý định về hưu, về Việt Nam sống, thì cũng bị rất là nhiều bình luận. Nhưng mà Trang, mỗi người có một lý do riêng của mình, có một cái quyền muốn sống đâu thì sống. Thì các anh chị Việt Kiều mà nếu mà đi lâu rồi thì cũng nên trở về Việt Nam mình thăm quê hương đi. Quê hương mình bây giờ phát triển dữ lắm, rồi mọi cái rất là tốt, bác sĩ cũng giỏi lắm, chứ không có sao hết. Thì cái clip này đang chia sẻ trả lời các bình luận của anh chị là tại sao không đưa mẹ qua Mỹ để phụng dưỡng tuổi già để mà báo hiếu. Thì đó là lý do mẹ Trang đã có đến Mỹ rồi, ở Mỹ biết rồi, biết hết rồi, đi về rồi. Lúc mẹ Trang ở về viết trước khủng bố 2 ngày đó, thì nay cũng 22 năm rồi. Thì năm nay mẹ Trang 87 tuổi, chuẩn bị qua 88 tuổi rồi. Mẹ Trang cũng có sức khỏe tốt, thì do ăn uống điều độ, do có 8 đứa con đó, thời vất vả thì nó cũng vất vả, nhưng mà cái thời mà nó lớn rồi thì cũng được đứa này làm này, đứa này làm kia, đứa này sống nước này, đứa kia sống nước nọ, thì cũng có
báo hiếu thì mẹ Trang cũng đủ sống hàng ngày rất là tốt. Sắp tới Trang có điều kiện Trang sẽ quay clip mẹ Trang trực tiếp chia sẻ thẳng với ông bà cô chú anh chị những cái gì mà Trang nói coi đúng không ha. Còn bí quyết làm sao mẹ Trang giữ gìn sức khỏe như vậy. Xin cả nhà ấn chuông đen nhận thông báo. Tại vì mình đăng ký kênh mà chỉ ấn đăng ký kênh thôi. Nếu mà không có ấn chọn tất cả thì thỉnh thoảng YouTube mới đề xuất cái bài nào đó mới cho mọi người thấy hết. Còn có khi nó không có cho thấy. Mọi người cũng nói Trang sau lâu quá không thấy Trang đăng clip. Thì Trang đăng clip rất là thường xuyên hôm nay. Mà tại vì do không có ấn chọn tất cả các video đó cả nhà. Thì cuối video Trang xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả ông bà cô chú anh chị và các bạn. Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nhé. Bye bye.